thật vui, anh công an đến bản em. Anh đi về vùng sâu vùng xa, anh đi về vùng cao biên giới. Đi trong mưa rừng, đi trong sương mờ bám trụ địa bàn, thực hiện bốn cùng với dân, mình thương anh ấy nhiều. Cầu mong đi đâu mà vui thế, như hoa đào nở giữa mùa xuân. Này công an mình kia kìa, đến nghe công an kể chuyện. Nghe chuyện gì? Muốn nghe nhiều đấy. Chuyện vận động bà con không hút, không trồng cây thuốc viện. Chuyện người xấu lôi kéo, dân di cư tự do. Này biết cả rồi đấy nhé. Còn, vẫn còn chuyện đường lối chính sách của đảng, cho dân mình ấm no hạnh phúc. Đúng rồi, cầu mong giỏi lắm. Giỏi không bằng công an đâu, giỏi không bằng công an đâu. Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi, quý vị và các đồng chí vừa được thưởng thức ca khúc Anh Công An Về Bạn, một sáng tác của nhạc sĩ Vương Thon, được viết dành riêng cho lực lượng công an các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc. Qua bài hát, phần nào phát họa cho quý vị và các đồng chí thấy được ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận ở cơ sở đối với lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng công an Hà Giang nói riêng trong sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đảng và bình yên cuộc sống cho nhân dân. Tự hào truyền thống vẻ vang 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với việc thấm nhuần, khắc ghi, quyết tâm học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, lực lượng công an nhân dân Hà Giang trong những năm qua đã không ngừng lớn mạnh, kiên định bảo vệ lý tưởng cách mạng, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Là lực lượng vũ trang được giao trọng trách bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Từ tháng 3 năm 2020 đến nay, cán bộ chiến sĩ công an Hà Giang được bố trí đảm nhận trên tất cả các lĩnh vực và các địa bàn, từ cấp tỉnh đến cấp huyện và toàn bộ 193 xã, phường, thị trấn. Việc triển khai nhiệm vụ công tác công an theo đó được đồng bộ hóa, chuyên nghiệp và kịp thời. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ với tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ, chúng tôi dù ở địa bàn, vị trí công tác nào cũng đều đang và đang tích cực góp phần xây dựng lực lượng công an Hà Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo quan điểm chỉ đạo của nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị. Của các cấp, các ngành và các lực lượng cùng với sự kiên trì bám nắm địa bàn của lực lượng công an, tình hình trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở luôn được đảm bảo giữ vững, tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội chung sức với cộng đồng luôn được quan tâm chú trọng, xác định đây vừa là yêu cầu nhiệm vụ, vừa là trách nhiệm cho sự phát triển của địa phương, đồng thời là một trong những giải pháp hiệu quả giúp lực lượng công an thực hiện tốt công tác dân vận tại cơ sở. Công an tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sát sao, triển khai đồng bộ, lồng ghép nội dung tuyên truyền, xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong công tác dân vận của lực lượng công an. 938 là số mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 299 mô hình dân vận khéo đã được lực lượng công an xây dựng. 60 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã và đang được lực lượng công an Hà Giang trực tiếp nuôi dưỡng. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho công tác dân vận của lực lượng công an trong thời gian vừa qua. Gần gũi với nhân dân bằng nhiều ý tưởng sáng tạo và việc tận dụng sự ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và đội ngũ người có uy tín ở thôn bản, dòng tộc, mà hình ảnh của chiến sĩ công an thực hiện việc tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu đã trở thành hình ảnh quen thuộc của đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh. Kính thưa toàn thể, với mong muốn giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác dân vận của cơ sở,
áp dụng những biện pháp này trong công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đội tuyển công an tỉnh Hà Giang tham gia hội thi gồm 10 thành viên và tôi, thiếu tá Trần Huy Hoàn, đội trưởng. Đội tuyển công an tỉnh Hà Giang tham gia với tinh thần giao lưu cầu thị, trao đổi chân thành và khẩu hiệu chung của toàn đội: chúng ta xóa bỏ hủ tục lạc hậu vì Hà Giang phồn thịnh văn minh. Người chiến sĩ công an vùng cao bước chân trong đêm giá lạnh, anh vẫn đi âm thầm lặng lẽ, anh về bạn vì cuộc sống bình yên, trong hạnh phúc muôn người có tình yêu đôi ta, trong hạnh phúc muôn nhà có tình yêu quê hương, trong hạnh phúc muôn người có tình yêu đôi ta, trong hạnh phúc muôn nhà có tình yêu quê hương. Phần thi chào hỏi của đội tuyển công an tỉnh Hà Giang đến đây là kết thúc. Một lần nữa kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo và toàn thể hội thi sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Sùng ơi. Alo, A Sùng à, có gió độc thật đấy, đến giúp bố Mẹ Hoa đi, bố bị đau cái bụng nhiều lắm. Chắc bố Mẹ Hoa này làm cho con ma rừng nó dần rồi. Thế Mẹ Hương có ở nhà không Mẹ Hoa? Chị Mẹ Hương đi dạy cái chữ cho học sinh, nhà chỉ có mẹ với Mẹ Hoa thôi, không biết làm sao nữa. Thôi được rồi, để qua ba cái nốt khè này, A Sùng gọi thằng A Sò đến cúng cho nhá, nhá. Đây, tao với mày đi nhà con Mẹ Hoa cúng ấy. Tao phải thích con chỉ nó à? Phải đi mượn. Giang ơi, cái bụng của tao nó phản bội tao rồi à? Ây à, qua đến giờ. Tôi đã bảo ông rồi là đi tìm cái bác sĩ ở trạm y tế, nó khám cái bụng cho mà ông không nghe. Ông cứ đi sang nhà thằng Thò để tìm nó uống rượu. Mày, bố, ai dạ dạ, vợ và vợ vẫn nói linh tinh à? Cái ngày ta bị uống rượu á, còn nhiều hơn là cả cái ngày mày biết nhìn anh mặt trời á, nói linh tinh tao mày một trận là anh là sao à? Bác A Lừa, bác Lừa có nhà không ấy? A Sùng, A Sò à, vào nhà đi. Mày Hoa, thế bác A Lừa bị làm sao? Bố Mẹ Hoa bị đau cái bụng từ mấy hôm nay rồi đấy. A Sùng, A Sò à. Thế thì phải cúng đấy. Ây dù, hai thằng mày đến rồi à. Úi dù, hôm qua cái bụng tao nó đau tí tí như cái con kiến thôi. Đến hôm nay thì nó đau như con bò đực rồi á. Ây dù. Cái bụng của bác đau là bị cái con ma rừng trên kia nó làm rồi. A Sò, tí nữa mày cúng một cái cho bác Lử khỏi nhá. Tao cúng là khỏi ngay à, không phải con ma làm đâu, không phải cúng đâu.
Tại mấy hôm nay tao nghĩ đến cái chuyện gà cưới con mẹ Hương á. Thế cho nên là cái bụng của tao nó mới bị đau à. Ây à. Con mẹ Hương với công an Dũng nó thương nhau. Mà công an Dũng cũng có hỏi cưới rồi. Thấy con mẹ Hương nhà mình nó vui, tôi cũng ưng cái bụng lắm. Ây da. Mày xem lại cái mày, cái mà mày xem à. Ui du, xinh đẹp bao nhiêu, đòi ưng cán bộ chúng á. Ý dù, không có cửa à. Ôi, đi vào kia, mổ tôi tao con gà, nhanh. Để tao với thằng A Sung ra ra còn làm cháu ăn chưa á. Được ấy. Cái bác Lửa đồng ý cho cái mẹ Hương lấy công an Dũng rồi thì bác còn tính toán gì nữa? Dạ, còn chưa quyết định đâu. Đang đợi chúng nó về á. Ý dù, bác thì không phải lo làm cái gì. Từ xưa đến nay, ở cái bàn mình ấy, tục lệ nó vẫn thế rồi. Bác cứ thách cưới thật to vào thì mới biết là cái thằng con rể nó có thương con gái bác chắc không. Đấy nhá, bác mà thay cái thằng công an Dũng nhá, bác phải bảo nó có con lợn này, có diều này, phải có con bò nữa. Phải thật nhiều tiền nữa. Nhưng mà tao sợ chúng nó lại không chịu nghe lời tao. Ôi giời, nó mà không nghe thì gà cái con mẩy hứa cho thằng A Sùng rồi nè. Gà cho A Sùng nhà A Sùng nhiều bò. Bố mẹ ơi, con về rồi. Chào chào bác, chào hai anh. A Sùng, A Sò, hai anh đến chơi đấy à? Bác Lửa đau bụng à, A Sùng với A Sò đến khu à? Ê, chào con A Sùng nhá. Bố bị đau ở đâu? Sao không nói cho con biết? Ây da, về rồi à? Dạ. Ây da, thế thì ngồi xuống à? Thế bác bị đau ở đâu ạ? À? Để cháu đưa bác đi trạm xá khám nhá. Ây dù, không phải khám gì nữa. Bây giờ có mặt ở đây rồi thì tao bảo mày muốn lấy con gái của tao thì phải làm theo phong tục của đồng bào tao mà. Dạ cháu không được làm giả, mày phải làm thật, như thế thì tao mới biết được là cái bụng của mày có thật sự là thương yêu con mẩy Hương nhà tao bao nhiêu không à. Cháu yêu thương em mẩy Hương và cháu sẽ làm theo lời bác ạ. Làm theo lời tao á? Làm theo lời tao thì phải mang cái lễ bé bé đến nhà tao. Đúng rồi. Dạ, vâng. Cái lễ của tao bé bé thôi. Phải có 50 triệu tiền Bác Hồ. 50 triệu tiền Bác Hồ. Một trăm đồng bạc trắng. Một trăm đồng bạc trắng. 100 cân thịt lợn đen. 100 cân thịt lợn đen. 100 lít rượu ngô. 100 lít rượu ngô. Cái quan trọng là phải có ba con bò biết đẻ. Ba con bò biết đẻ đấy. Bố đòi nhiều như thế mà bảo là lễ bé à? Sao bố cứ làm khó anh ấy thế? Ây da, khó cái gì mà khó. Mày đi hỏi khắp cái thôn cái bản này xem ai chả nói giống như bố mày à. Bác A Lử nói phải đấy. Ông Lử à, ông cưới rể cho con mà, chứ có phải bán con gái đâu. Sao ông lại thách cưới công an Dũng nhiều thế? Bác lại nói sai rồi. Cái bản mình tục lệ từ xưa đến nay nó vẫn thế cơ mà. Mày thì biết cái gì à? Mày là giống cái tức là ăn no xong để cho ta một thằng đực mà mày cũng không làm được thì nó cái gì à? Hay gì bác? Mày không. Không biết cái gì thì đừng có nói à? Cái việc này là việc to. Phải để tao lo. Được chưa? Là vợ à, anh già linh ta linh tinh vợ với con à. Bố gả con đi lấy chồng chứ có phải bán con gà con lợn đâu mà bố lại làm thế. Bố làm thế thì ai dám hỏi cưới con nữa. Gả cho A Sùng ấy, mày làm vợ A Sùng luôn. Đầy bò A Sùng, A Sò, hai anh đến đây để xúi bố tôi làm điều xấu. Hai anh đi về đi. Ông đuổi nhá, con gái ông đuổi bọn tôi nhá. Không hổ cung nữa, không cung nữa, không hổ nữa, đi về. Con mày đi về. Mày bực cả mình. Mày đuổi bạn của tao nhá. Thôi con chú mày đi về đi. Đi về đi. Mày ở đây vợ con tao không nghe lời tao đi về. Bỏ cái gì? Bỏ cái gì mà bỏ? Mày tính đi mày. Dạ. Mày Hương, cho mày ăn không? Mày bây giờ mày đi làm cán bộ, làm cô giáo rồi. Bây giờ mày còn đòi chảy cả bố mày à? Hả? Mày Hương à, ngày nay tao bảo mày đi về. Đi về, ra khỏi nhà tao. Ra, ra ngay. Bực lắm rồi à. Bố mà không cho con đi tìm gặp anh Dũng thì con sẽ đi tìm ông Giang rồi con sẽ không về nhà bố nữa. Bố ơi, Giang ơi, ông
muốn con chết thật à? Tôi cũng không muốn sống nữa. Bác Lửa ơi. Mẹ chị. Kìa bác Lửa, có chuyện gì thế này? Bác ơi. Ây da. Có chuyện gì? Thằng cán bộ này, mày sợ tao không cho mày đến con mày Hương. Mày rủ mọi người về đây dọa tao. Ây da. Không phải thế đâu bác. Kìa bố, là con chạy đi tìm chị bác sĩ Kiều về xem bệnh cho bố. Trên đường về con gặp trưởng thôn với các cán bộ đây bố ạ. Phải mà. Đúng đấy bác Lửa ạ. Chúng tôi qua xem gia đình có cần giúp gì không. Lại đến cả lượt con mẹ. Bác cứ bình tĩnh. Ngồi xuống đây chúng ta từ từ nói chuyện bác ạ. Ôi dồi, trưởng công an à. Tao thì không có cái chuyện gì để nói với trưởng công an đâu. Còn cái việc của nhà tao á thì tao không cứ lo à. May quá. Có các cán bộ ở đây nói ông Lửa nhà tôi giúp con Mẩy Hương với. Bác Mẩy ơi, có chuyện gì vậy? Ông Lửa nhà tôi nghe theo lời thằng A Sùng, A Sò thách cưới công an Dũng cao quá. Còn Mẩy Hương với bố nó không ai chịu ai. Còn Mẩy Hương nó đòi đi tìm ông Sàng không về nữa. Nghe bà Mẩy nói như thế thì bác Lửa không phải rồi. Bác cho cái Mẩy Hương nó đi học làm cái cô giáo thì bác phải nghe nó chứ. Đúng rồi đấy bác Lửa ạ. Tôi cũng đã được nghe đồng chí Dũng báo cáo về việc muốn xây dựng với cô Mẩy Hương nhà mình. Tôi và cơ quan rất là vui mừng bác ạ. Thế bác còn không ưng đồng chí Dũng của chúng tôi điểm nào ạ? Ây da, trưởng công an à, không phải là tao chê cán bộ Dũng. Thế nhưng mà muốn cưới con Mẩy Hương nhà tao thì phải làm theo phong tục đồng bào tao vớ. Ây da, bác Lửa ơi, tôi biết việc thách cưới là một nét văn hóa rất độc đáo của dân tộc mình và có từ rất là lâu rồi. Tuy nhiên, nếu mà thách cưới quá cao, vượt quá khả năng của nhà trai thì cuộc sống sau này sẽ rất là vất vả. Khi ấy, nét văn hóa ấy sẽ trở thành hủ tục đấy bác ạ. Trưởng công an nó nói đúng đấy bác Lửa. Cái hôm trước, cái đám ma nhà Lý Bó, chỉ mình bác Sang bác nói thì người ta mới nghe. Bây giờ bác lại biến cái việc nhà mình thành hủ tục cả. Ây da, nhưng mà nhà nó là đám ma, còn nhà tao là đám cưới mà. Ôi dồi, hồi xưa bố vợ của ta còn thách cưới to hơn mà. Ôi dồi. Ngày xưa khác, bây giờ khác rồi bác Lửa ơi. Bác không nhìn, nhà thằng Dìn, nhà thằng Sáng, bố mẹ vợ chúng nó cũng thách cưới to, bây giờ chúng nó cũng khổ. Mình không làm thế được đâu. Rồi. Phải đấy ông ạ. Ông muốn con mình nó khổ giống nhà thằng Dìn, thằng Sáng à? Ây da, chúng làm sao được à? Nó là cán bộ mà. Anh ra 1, 2, 3 bớt sao à? Ý. Bác Lửa ơi, gia đình đồng chí Dũng đây cũng là gia đình lao động bình thường thôi. Bác thách cưới cao như thế đã đang làm khó đứa trẻ đấy. Chuyện đấy lâu rồi mà bố, bây giờ còn ai làm thế nữa đâu. Ây dù Mẩy Hương à, tao với mẹ mày nuôi mày tốn bao nhiêu là tiền của, dù cho cán bộ nó lấy thì không thì tao với mẹ mày lỗ to à. Bác Lửa ơi, có anh Dũng về làm rể là nhà bác có thêm người, lại là con trai còn gì. Việc lớn, việc nhỏ có người giúp bác. Mà anh Dũng lại còn là công an bảo vệ cho cả nhà mình, cả thôn mình nữa bác ạ. Bác không lỗ đâu. Đúng đấy bố ạ. Tao là tao vĩnh cho chúng nó cưới, nhưng mà tao nuôi con tao giỏi như thế, nó xinh đẹp như thế, dù không cho không ơ. Ây da bác Lửa ơi, bây giờ bác lại là người có uy tín, cả thôn mình ai cũng nghe theo lời bác. Bây giờ nhá, bác thách cưới ít mà vẫn có được con rể tốt thì mọi người sẽ làm theo và sẽ càng tin tưởng bác hơn thôi. Phải đây ông ạ, mình già rồi còn phải làm mặt cho con mình nữa. Còn con Mẩy Hoa nhà mình nó cũng phải đi lấy chồng nữa. Phải đây bố ạ. Hôm nay chúng tôi qua đây định bàn với trưởng thôn, mời bác tham gia tổ tuyên truyền vận động xóa bỏ hủ tục lạc hậu theo chỉ thị số 09, nghị quyết số 27 của tỉnh để bà con nhân dân trong xã có một cuộc sống tốt hơn, phát triển kinh tế, thoát nghèo. Bác thấy như thế nào? Anh Lửa ơi, chuyện anh Dũng và chị Mẩy Hương yêu nhau thì ai cũng biết. Hai anh chị ấy đều là người giỏi giang. Nếu mà thành đôi cả xã mình mừng đấy bác ạ. Thế bác đau bụng như nào? Để cháu kiểm tra giúp bác. Ây da, ôi dồi, không cần đâu bác sĩ ơi. Cái bụng tao nó nhìn thấy bác sĩ nó tự động khỏe thôi à. Úi dù sáng mai cái con gà nó gáy buổi sớm á thì tao cũng tự chủ động xuống trạm y tế xã tao nhờ bác sĩ khác khám thôi. Bác sĩ tiêm đau bao nhiêu mà. Úi dù từ sáng tới giờ
nghe các cán bộ tuyên truyền thì tao cũng cảm thấy cái đầu óc tao sáng ra nhiều rồi. Thôi bây giờ là tao cũng quyết định rồi. Tao không trách cưới nữa. Tao sẽ không trách cưới nữa. Ây da. Ây dù, mày Hương, à Dũng, chúng mày tìm thời gian báo cáo lãnh đạo cơ quan. Còn bố với mẹ thì ừ dù cũng tìm cái ngày để tổ chức đám cưới cho hai con như theo cái gọi gì là nếp sống mới à. Dạ, đấy chưa. Thế là bác đồng ý không thách cưới rồi nhá. Đợi lo việc cho hai em xong, mời bác tham gia cùng chúng tôi đi tuyên truyền vận động xóa bỏ hủ tục lạc hậu nhé bác. Ây dù cái này thì tao đồng ý thôi. Thế nhưng mà một mình tao làm không xuể à. Cái này nó đã ăn sâu vào trong đầu của bà con mình hàng bao nhiêu đời nay rồi. Muốn một chốc một lát thay đổi luôn luôn á, dù khó mà cái này phải từ từ kiên trì. Muốn thực hiện nhiệm vụ này á thì cần phải sự chung tay của các cấp ủy đảng cùng toàn thể các cơ quan ban ngành đóng chân trên địa bàn, của các già làng trưởng bản, những người có gọi là tiến bộ đấy, ý chí tiến bộ đấy. Như thế thì mới hoàn thành được cái nhiệm vụ là xóa bỏ hủ tục lạc hậu ở trên địa bàn của mình à. Ta nói như thế, mọi người ở hội trường thấy đúng không? Nhất trí không? Nhất trí! Phần thi tiểu phẩm thách cưới của đội tuyển Công an tỉnh Hà Giang đến đây là kết thúc. Phần thi đã khép lại. Nội dung tham gia hội thi dân vận khéo tỉnh Hà Giang năm 2023. Một lần nữa, kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cho công tác tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang gặt hái được nhiều thành công mới. Xin trân trọng, cảm ơn! Người mèo ơi.